Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ bảy ngày 23 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo quyền lợi cho người hưởng lương hưu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi gộp lương hưu tháng 1 và tháng 2 năm 2024 vào cùng một kỳ chi trả. Việc chi trả lương hưu được thực hiện theo các hình thức: chi qua tài khoản cá nhân, chi tiền mặt tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, không có khả năng đi lại, và chi trả tại các điểm nhà văn hóa thôn, khu phố, bưu điện, bưu cục, đảm bảo phù hợp với từng địa bàn. Theo đó, đợt này toàn tỉnh sẽ có gần 52.000 người được chi trả gộp 2 tháng với tổng số tiền trên 476 tỷ đồng. Thời gian chi trả từ ngày 5 tháng 1 đến 28 tháng 1 năm 2024. Đây là việc làm thể hiện tính ưu việt của ngành bảo hiểm xã hội trong thực hiện chính sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo nhu cầu cấp thiết của người hưởng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Thành phố Hưng Yên hiện có 36 sản phẩm OCOP được chứng nhận 3 sao và 4 sao là những sản phẩm đặc sản đặc trưng của địa phương như nhãn quả tươi, long nhãn hạt sen, mật ong hoa nhãn. Thời điểm này, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố đang tất bật chuẩn bị đơn hàng, đa dạng mẫu mã để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cơ sở Mai Trang Tinh Hoa Phú Hiến ở phường Lê Lợi có 3 sản phẩm long nhãn, mật ong hoa nhãn và hạt sen được chứng nhận OCOP. Để mỗi sản phẩm OCOP trở thành một sứ giả của văn hóa, quảng bá nét đặc trưng của địa phương đến cộng đồng thị trường, cơ sở đã thuê họa sĩ vẽ tay hình ảnh các công trình di tích nổi tiếng của Hưng Yên như đền Mẫu, chùa Chuông, Đông Đô Quảng Hội, lễ hội văn hóa dân gian Phú Hiến lên bao bì sản phẩm, đóng thành những hộp quà Tết đẹp với nhiều sự lựa chọn, đa dạng phân khúc để người tiêu dùng có thể làm quà biếu tặng. Năm nay, làng nghề hoa cây cảnh xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên trồng trên 94 hectare cây cảnh có múi như quất, cam, bưởi cảnh, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Năm nay, cây cảnh của làng nghề được đánh giá là đẹp hơn mọi năm với nhiều tạo hình độc lạ. Ước tính năm nay, toàn xã Liên Nghĩa sẽ có khoảng 3,3 triệu cây quất, cam, bưởi cảnh xuất bán ra thị trường. Thời điểm này, thương lái đã đến tham quan, đặt cọc mua cây quất cảnh trên địa bàn xã, đạt khoảng trên 40% diện tích. Diện tích bưởi cảnh được đặt mua khoảng 45%. Dự báo trong thời gian tới, các thương lái sẽ đổ dồn về đặt mua cây cảnh và vận chuyển cây. Thị trường cây cảnh sẽ rất sôi động. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh chính thức áp dụng thu phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè. Khi người dân có nhu cầu về không gian buôn bán phía trước nhà, tức vỉa hè, thì có thể đăng ký và nộp phí sử dụng. Qua rà soát, Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn có 85 tuyến đường có hè phố đủ điều kiện tổ chức sử dụng tạm một phần hè phố làm điểm giữ xe hai bánh, không thu phí tiền dịch vụ trông giữ xe. 54 tuyến đường có hè phố đủ điều kiện tổ chức sử dụng tạm một phần hè phố làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa. 16 tuyến đường có hè phố đủ điều kiện bố trí điểm trông giữ xe có thu phí. Quyết định tổ chức thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè của thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự và mỹ quan đô thị với tinh thần hài hòa, đồng thuận. Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại Lotte Mart Nam Sài Gòn, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng đã thông tin nguyên nhân ban đầu. Theo đó, vào khoảng 21 giờ tối qua 22 tháng 12, xảy ra sự cố chập điện máy hút khói dẫn đến khói phát sinh từ bếp dầu của cửa hàng Lotteria là một quầy thuê của siêu thị. Ngay lập tức, Lotte Mart đã phối hợp với lực lượng chức năng quận 7 khẩn trương khoanh vùng khu vực bốc khói và xử lý sự cố. Khoảng 500 đến 600 người, bao gồm khách hàng và nhân viên siêu thị, được lực lượng chức năng phối hợp với Lotte Mart hướng dẫn thoát nạn an toàn. Sáng nay, Lotte Mart Nam Sài Gòn vẫn mở cửa hoạt động bình thường, bảo đảm an toàn mua sắm cho khách hàng. Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay quy mô lớn. Kết quả điều tra bước đầu, ổ nhóm đã mua hàng nghìn tài khoản mạng xã hội ảo, đăng bài tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay. Để tạo lòng tin, các đối tượng trong vai trò chim mồi nhắn tin qua mạng, vừa giả làm cộng tác viên đã nhận được tiền hoa hồng bán vé, vừa giả làm những người đang có nhu cầu mua vé. Chỉ trong nửa năm, ổ nhóm này đã chiếm đoạt được của hàng nghìn bị hại số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, không nên hám lợi trước các khoản hoa hồng, chiết khấu cao, vì đây rất dễ là những cái bẫy của các đối tượng lừa đảo. Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Dương Văn Hùng, sinh năm 1968 ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm về tội danh giết người.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, bị cáo Hùng và gia đình người bị hại là anh em ruột ở cạnh nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, Hùng cho rằng em trai mình là Dương Văn Mạnh làm xưởng gỗ tại nhà gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe nên hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm là khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2023, Hùng cản trở xe vận chuyển vật liệu xây dựng vào nhà anh Mạnh dẫn đến xô xát. Hùng đã dùng dao đâm chị Dương Thị Thuận là em dâu. Hậu quả làm chị Thuận tử vong, anh Mạnh bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 8%. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Hùng mức hình phạt chung thân. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ giảm sâu có lúc dưới 2 độ C. Chùa Đồng, Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh và một số đỉnh núi phía Bắc xuất hiện băng giá. Theo ghi nhận, vào khoảng 8 giờ ngày 23 tháng 12, băng giá xuất hiện trên Chùa Đồng, Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Băng giá phủ một lớp mỏng trên mái Chùa Đồng, đỉnh Non Thiêng Yên Tử. Trước đó, ngày 22 tháng 12, trên đường lên đỉnh Phan Xipang, Sapa, Lào Cai cũng xuất hiện băng giá ở điểm cao 2.300m so với mực nước biển. Băng giá đã phủ trắng các cành cây, thảm cỏ ở khu vực này. Tình trạng này cũng được ghi nhận xuất hiện trên đỉnh núi Lão Thẩn thuộc xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Chương trình xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản đã thông qua ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục là 7.700 tỷ yên, tương đương 54 tỷ đô la Mỹ cho tài khóa năm 2024. Ngân sách quốc phòng năm 2024 của Nhật Bản thể hiện mức tăng khoảng 17% so với năm trước. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, gói ngân sách này bao gồm hơn 200 tỷ yên để tăng cường năng lực mạng, cũng như đóng tàu chiến phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis. Ước tính chi phí cho mỗi tàu vào khoảng 400 tỷ yên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết, gần 2.000 tỷ yên trị giá hợp đồng quốc phòng trong năm tới sẽ được thanh toán bằng ngoại tệ và có thể bị ảnh hưởng bởi biến động tiền tệ. Mới đây, Bộ Y tế Thái Lan đã phát động chiến dịch giảm số vụ tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia khi lái xe. Cụ thể, bộ này đặt mục tiêu giảm 5% số vụ tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ năm mới sắp tới bằng thông điệp đã uống rượu thì không lái xe. Chiến dịch 3D Drink Don't Drive do Bộ Y tế Thái Lan phát động kêu gọi tất cả người dân Thái Lan đã uống rượu bia thì không lái xe, đã lái xe thì không uống rượu bia, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khác như lái xe đúng tốc độ, thắt dây an toàn và sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy định nhằm giảm tối đa hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, đặc biệt là trong dịp năm mới sắp tới. Theo bộ trên, tai nạn giao thông trong thời gian lễ hội sắp tới có thể gia tăng do quy định của chính phủ cho phép các quán rượu mở cửa đến 4 giờ sáng và thậm chí đến 4 giờ sáng trong ngày đầu năm mới. Nước Anh sẽ cấm chó bully cỡ lớn từ cuối năm nay sau một loạt vụ việc chó bully tấn công gây chết người. Đây sẽ là giống chó đầu tiên bị cấm kể từ năm 1991 khi đạo luật về chó nguy hiểm được ban hành. Từ ngày 31 tháng 12, giống chó bully cỡ lớn sẽ không được phép ra nơi công cộng tại Anh nếu không dọ mõm và có dây dắt. Việc sở hữu một con chó bully ở nước này cũng sẽ trở thành bất hợp pháp nếu chủ chó không đăng ký và không thực hiện một số biện pháp như thiến hay cấy vi mạch để theo dõi. Những người chủ không thực hiện sẽ bị phạt, còn chó sẽ bị tịch thu. Chính phủ Anh cũng kêu gọi ngừng phối giống loài bully cỡ lớn để đề phòng rủi ro. Trước đó, Anh đã cấm chó sụp Pitbull Mỹ, chó Tosa Inu Nhật Bản, chó Nga Argentina và chó Nga Brazil. Đã từ nhiều năm nay, cứ mỗi dịp Giáng sinh đến, các em học sinh ở Thái Lan lại vô cùng hân hoan khi đón năm chú voi hóa trang thành ông già Noel đến thăm trường, mang theo niềm vui và những món quà nhỏ nhỏ. Những chú voi trong trang phục Giáng sinh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ 2.000 học sinh tại trường Jirasat Wittaya ở Thái Lan. Những ông già Noel khổng lồ này cũng mang theo những món quà đáng yêu như búp bê, đồ chơi, bóng bay và mời các em chạm vào mũi. Truyền thống ăn mừng Giáng sinh đã duy trì trong nhiều năm và trở thành một dịp ý nghĩa được các em học sinh mong đợi. Những chú voi này đã quen với việc mặc đồ Giáng sinh trong suốt 20 năm qua, mang đến những ngày lễ cuối năm khó quên cho rất nhiều thế hệ học sinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.